Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng Giêng 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 292. Ngày nào chúng ta cũng nhắc nhau niệm Phật quý vị. Chỗ này là quan trọng nhất. Vì nhớ là chúng ta mà không niệm Phật là danh lợi nó làm mình ám muội liền á. Mình sẽ bị cái ngũ dục lục trần này lôi kéo liền á. Nên dẫn dắt chúng ta là từ câu Phật hiệu mà mỗi ngày chúng ta niệm. Phải nhớ trong câu Phật hiệu có bổ nguyện gia trì. Mình chỉ cần hoàn toàn tin vào Phật, chân thật niệm Phật, dù gặp sự cố gì đi chăng nữa chúng ta cũng sẽ vượt qua. Hãy tin Phật 100%. Vì trong câu Phật hiệu có bổ nguyện gia trì. Nhớ nghe quý vị. Nhớ nè. Chúng ta là người tu tịnh độ. Cái việc cực kỳ quan trọng mà cả đời chúng ta tu tịnh độ không bỏ cuộc đó là gì? Gây dựng tín nguyện niệm Phật. Những đức từng nói câu này rất nhiều lần. Chùa mình đông người như vậy mà cuộc sống ổn định là từ đâu? Niệm Phật. Nên tất cả những người trong chùa và hàng Phật tử hộ trì Tam Bảo thù thắng nhất là gì? Nhớ Phật, niệm Phật. Nhớ Phật niệm Phật là cái hay nhất để hộ trì Tam Bảo. Quý vị nhớ, một người mà không có tu đạo giải thoát mà dù họ có bố thí cúng dường có nhiều để tu phước duyên, người này không phải hộ trì Tam Bảo đâu quý vị. Người này là họ mong làm phước báo đây để họ có phước báo lại thôi, chứ không phải là hộ trì Tam Bảo. Cái người hộ trì Tam Bảo là cái người có phương hướng giải thoát, siêng năng niệm Phật, phát nguyện một đời này nhất định phải về cực lạc. Đây mới là thật sự hộ trì Tam Bảo. Thí dụ như giờ trong chùa mình, người nào cũng là người siêng năng lo niệm Phật. Các cụ cũng siêng năng lo niệm Phật. Khi các cụ ra đi rất là an tường tự tại, thì trước nhất là các cụ cũng độ được con cháu người thân gia đình. Phải hộ trì Tam Bảo không? Hộ trì Tam Bảo vì Tam Bảo muốn cho chúng sanh tu được giải thoát. Nên á, mỗi một chúng sanh á, mà người ta tiếp nhận Phật Pháp, đó là mình hộ trì Tam Bảo. Nên cái hộ trì Tam Bảo là cái người tinh tấn niệm Phật. Và cái người quyết chí đời này phải niệm Phật giáng sanh. Dù quý vị không có ăn cắt bạc, bố thí cúng dường, nhưng đây cũng là cái thật sự là đại công đức. Còn nếu như chúng ta có điều kiện thì chúng ta tu tạo phước duyên thêm. Tại vì sanh không mang đến, chết không mang đi. Thì chúng ta làm phước duyên. Chứ cuối cùng cuộc đời mình có cầm theo được đâu. Nên á, thời điểm này Như Đức đang phát động cái chương trình làm tượng Phật. 3.000 bộ tượng Phật chúng ta sẽ tặng ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Nên tất cả những người trưởng đoàn khi dẫn người đi lại Quan Âm phải thông báo chuyến đi dự lễ vía Quan Âm đợt này, thầy có đặt 3.000 bộ tượng Phật để tặng cho quý vị. Ai là người gia đình chưa có thờ ngôi Tam Bảo thì sẵn cái chuyến lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm ngày này, lần này là ngày 18 tháng 2, 19 tháng 2, 2 ngày, đi khoảng ngày 17 để chúng ta sáng sớm
ngày 18 chúng ta sẽ có một cái pháp hội lễ Vía Di Đà. Nhớ nghe. Thì sẵn chuyến đi quý vị sẽ được thỉnh bộ tượng Tam Thánh Di Đà của Quan Thế Chí ngồi rất đẹp tại gia đình có ngôi Tam Bảo. Thông báo cho họ để tính trước đi, rằng mình đến mình thỉnh một bộ tượng. Thỉnh bộ tượng Phật xong, chúng ta đem lên xe như thế nào, để ngay cái ghế ngồi mình như thế nào, để sẵn hết đi. Rồi khi mình lên xe, bộ tượng này rất là nhẹ, chúng ta có thể thỉnh bộ tượng xong, có một cái viết ghi tên mình vào cái thùng của bộ tượng, rồi chúng ta để tượng Phật như thế nào, để khi về không có lộn lạo tùm lum. Nhớ nghe quý vị. Nên mỗi một người sẵn chuyến đi để thỉnh tượng Phật. Những đức đặt 3.000 bộ tượng Phật để tặng ngay lễ viết Bồ Tát Quán Thế Âm. Ai nghe được những công đoạn này cùng tu phước tu duyên với những đức, thì quý vị cứ cùng chung tay những đức để cùng làm. Và 5.000 chiếc máy niệm Phật để tặng ngay lễ viết Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị nhớ rằng chúng ta làm một việc thiện, thật tâm thật lòng mà làm, rủ nhiều người chung tay cùng làm, việc này rất là quý. Vì mình muốn ai cũng tạo được phước duyên. Pháp thí thì thông minh trí tuệ là như vậy. Mình có một phương pháp mình tu tạo phước duyên, mình chỉ người ta một phương pháp để tu tạo phước duyên. Cái này hay lắm quý vị à. Giống như đức niệm Phật khuyến vị niệm Phật, như đức ăn chay như đức khuyến vị ăn chay, đúng không? Bây giờ như đức những chương trình nấu ăn, như đức có quay phim để cho vị coi những chương trình sống động khi những đức nấu ăn, làm thiệt chứ không phải là cái chuyện múa rìu qua mắt thợ đâu quý vị. Nấu cho chúng ăn cơm là nấu thiệt, thật lòng nấu. Từ khi như đức nấu ăn cơm tới giờ cho đại chúng trong chùa, đúng là cái sức ảnh hưởng người trên nghe quý vị. Họ nấu đồ ăn đại chúng vui, thật là vui. Ai cũng tự nhiên siêng năng lên chánh điện tu, vì thầy còn đi xuống nhà bếp nấu ăn. Bản thân mình không siêng năng niệm Phật thì mình dại quá. Thầy hướng dẫn bao nhiêu con người còn tu tạo phước duyên, còn mình không chịu lo tu thì mình khờ dại quá. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Sống trong ngôi Tam Bảo 700-800 người, 1.000 người. Quý vị siêng tu thì vì nhờ, vì lười tu thì vì gán chịu, vì siêng niệm Phật thì vì nhờ, làm biến niệm Phật gán chịu. Nhớ nghe. Nên mỗi người mình phải siêng năng tu tập, siêng năng niệm Phật. Khi cuối cuộc đời mình không ai giúp mình bằng chính mình giúp mình đâu. Nên những đức thường dặn dò hàng Phật tử, đừng có bao giờ đụng vào cái chuyện của người khác để tạo nghiệp, khẩu nghiệp. Nhớ kỹ, cái chuyện mà người xuất gia với nhau, đừng bao giờ mình là cư sĩ đụng vào. Đừng có đụng vào. Đó là người cư sĩ khôn nhất. Dù đó là thầy mình ông thích đụng chạm người này người kia, kệ ổng. Mình học ổng, mình học cái gì hay thì mình học. Cái gì mình thấy không hay mình gọt ra, vì thầy cũng vẫn còn là phàm tăng. Cái gì không hay thì mình gọt ra, cái gì hay thì mình học. Cái gì mà thấy không hay mình kinh nghiệm, mình đừng có làm theo con đường đó. Người đệ tử mà học đạo vậy thì thôi, người thầy mừng biết bao nhiêu mà nói. Không lẽ bây giờ mình làm thầy người ta, mình muốn cho người ta đi theo con đường làm đường lạc lối của mình. Mình làm đường lạc lối, mình cũng đưa người ta vô làm đường lạc lối. Mình vẫn còn phàm phu, cái nghĩ mình vẫn còn sai. Nên chúng ta cái gì thấy hay đưa ra, ai áp dụng được hay thì tiếp tục áp dụng, ai áp dụng nó không hay thì rút kinh nghiệm lội ra. Quý vị mà làm một hàng cư sĩ mà học đạo như vậy thì quá khôn, cực kỳ khôn luôn. Nhớ không? Nên ai cũng có cái hay mà ai cũng có cái dở. Tại vì cái hay với cái dở nó có sự khảo đảo nhau. Nên mình học đạo mình phải nhận thức sâu sắc, chứ không phải là mù quáng nha quý vị. Không phải là mù quáng. Mình sống với người mình không hiểu nữa thôi. Dù chùa mình gần 2.000 người, người ta sống cùng với những đức, ai mà không hiểu. Không thể nào sống giả được quý vị à. Không thể nào sống giả được. Hồi xưa những đức đi xuống dưới đây,
Một số người khỏe khỏe vừa xuống với hộ pháp dưới đây, họ nghe nói này nói kia nói nọ, họ đi bớt nhiều, còn đâu mấy anh em đâu. Cuối cùng trong mấy anh em đó thôi, cùng chung tay những đức làm ra được cái cơ duyên thù thắng này. Những đức từng nói một câu nói rằng: không sợ người bỏ mình, chỉ sợ mình bỏ mình. Mình luôn luôn phải gầy dựng vững chắc. Thật sự mà nói, trong cuộc đời này bị núp bóng ai mà yên tâm bằng núp bóng ai với đạo Phật. Xin thưa quý vị, cuộc đời những đức không nghe được danh hiệu ai với đạo Phật, đến núp bóng ngay ai với đạo Phật, thì không bao giờ có ngày hôm nay. Đừng có bao giờ nói rằng là núp bóng ai. Xin thưa quý vị, quý vị núp bóng người ta thì quý vị cũng trả một cái giá vô cùng đắt, không đơn giản đâu. Nên chúng ta mỗi người phải phát động chính bản thân mình, cố gắng. Cũng như một câu Phật hiệu này, bản thân như đức gầy dựng cho mình và gầy dựng cho người tùy duyên. Mười mấy năm nay những đức đi tu, những đức chỉ có niệm Phật, thì rõ ràng những đức niệm Phật thì khuyến vị niệm Phật. Những đức không đi đâu thì những đức nói những đức không đi đâu. Quý vị nhìn nhận xác thực luôn, nhìn nhận rất là xác thực. Giống chương trình khiếm thị, những đức nói những đức làm chương trình khiếm thị là những đức làm chương trình khiếm thị. Đã tổ chức lễ viếng Quan Âm 3.000 lại là tổ chức 3.000 lại, tổ chức 2.000 lại là tổ chức 2.000 lại, tổ chức 1.000 lại là tổ chức 1.000 lại, tổ chức lễ viếng Di Đà tặng quý vị đèn bông sen là tặng đèn bông sen. Nói cái gì tặng quý vị là nhất định sẽ tặng quý vị. Nói cái làm cái gì là nhất định sẽ làm. Đây là cái điều xác thực. Một con người vô danh tiểu tốt bình thường thôi mà có thể được bao nhiêu con người quý trọng và ủng hộ cùng chung tay là cái gì? Cái nhân cách quý vị nhất định người ta tiếp nhận quý vị. Thật sự cuộc đời con người giả là giả quý vị. Chúng ta thật là sẽ thật thôi. Nên bản thân của những đức cũng không có bao giờ mà nói gặp Phật tử giàu nào mà điện thoại rồi xin số điện thoại rồi tới lui để bồi dưỡng đâu quý vị. Không sao đâu, họ đến với mình cũng được, họ đi cũng được, không sao chứ. Bản thân chúng ta cứ bám chắc ngay câu Ai Di Đà Phật, bám chắc danh hiệu Đức Phật Ai Di Đà, sống cho đặc biệt quý vị. Thì sống gì vì cũng vui nữa. Thiền to mình đi thiền to, thiền nhỏ mình đi thiền nhỏ. Có thiền là mình đi cũng được rồi. Bây giờ không có thiền mình cũng bơi qua sông đi qua bên thế giới cực lạc nữa. Ý như Đức nói cái sông á, ngũ dục lục trần phải bơi qua thôi. Tâm quyết niệm Phật phải cực kỳ mạnh như vậy. Mục tiêu học tập phải cực kỳ xác thực rõ ràng. Mục tiêu học tập phải cực kỳ xác thực rõ ràng. Vì nhớ, cái tạo tội nghiệp lớn nhất là nhân tố làm cho người ta tạo nghiệp, là tạo tội nghiệp nặng nhất. Thí dụ như mình ở trong ngôi Tam Bảo đi, mình đi nói đầu này mình chích đầu kia để cho người ta đấu đá với nhau, đây là nhân tố tạo tội nghiệp nặng nhất, là phá hoại hợp tăng. Mình đem cái chuyện thầy này mình nói cho thầy kia nghe, đó là mình tạo khẩu nghiệp. Mà mình á, là người tu mình phải có chánh chi chánh kiến cho đàng hoàng. Mình dạy một người nào mình dạy được mình dạy, mình dạy không được thì tùy duyên người ta, mình đừng có phan duyên. Đó là cái đặc biệt nhất. Từ khi là người ta ở trong cái vị trí của mình quản lý thì mình quyết định. Còn người ta ra khỏi vị trí của mình quản lý thì mình đừng có đụng tới làm gì. Dù ngày xưa người ta có nhân duyên gì với mình, nhưng đến khi người ta làm việc của người ta là người ta có cái khó của người ta. Như bản thân Nhã Đức bây giờ nuôi gần 2.000 người, làm bao nhiêu chuyện. Bản thân Nhã Đức có cái khó của Nhã Đức, quý vị đặt vai trò vào Nhã Đức đi, quý vị sẽ biết, đúng không? Nên từ nơi đó, bây giờ bao nhiêu người nói rất là hay, quý vị vô đây bị làm giống Nhã Đức đi, nói rất là hay. Quanh năm sống với các cụ già, quanh năm ở chung với các cụ già, ăn cơm cùng với các cụ già, bây giờ nấu ăn cùng với các cụ, cho các cụ già ăn luôn, giải quyết những vấn đề trong chùa. Quý vị vào đây làm, có nhiều người quý vị nói rất là hay, quý vị thử làm đi. Nên những đức nói ai cũng có cái khó. Chúng ta khi dạy ai được thì chúng ta dạy,
người ở trong chùa mình thì mình quyết định, còn người ta đã không phải ở trong chùa mình thì mình đâu quyết định được cho người ta. Và khi mình chia sẻ Phật pháp, đừng nói địa danh, đừng nói tên tuổi ai, đó là khôn nhất. Một người mà như vậy thì Phật tử đi theo tu quý vị cũng dễ tạo tội nghiệp. Tại vì sao? Vì mỗi bên đấu đá nhau. Nên như Đức thường khuyên hàng Phật tử, đừng bao giờ binh ai mà đi chửi quý thầy quý sư cô, tội bị nặng. Tạo tội này không phải là quý thầy quý sư cô kết tội với quý vị, mà cái tội là ngay cái khẩu nghiệp quý vị đi đưa cái miệng vào để tạo nghiệp. Cái chuyện của người ta kể, người ta bị đưa miệng vì làm gì chi cho nó mệt thêm. Đó là hàng Phật tử khôn nhất. Khôn nhất là giữ được phước của mình, chứ không phải là nhào vô sọt cái miệng vô tào lao đâu. Nó không được kết quả gì cả. Khi tu hành rồi đâu có dễ nói được người ta đâu. Ai cũng là có cái tâm kiêu ngạo ngã mạn, có sức thì sực với nhau thôi. Còn khi hết sức thì tự nhận thức, không? Nhớ kỹ nghe, có sức thì sực với nhau, khi hết sức thì tự nhận thức. Nên chúng ta làm sao á mà bản thân của mình gầy dựng được mình cho tốt. Phật pháp nó có phương tiện, dùng đa dạng phương tiện để chúng ta chia sẻ Phật pháp. Nhưng đừng bao giờ dính vào địa danh hay tên tuổi người khác. Dính vào tên tuổi người khác có ngày bản thân mình sẽ chuốc họa vào thân. Nhớ kỹ. Như bản thân những đức bây giờ, chứ nói cái gì, có ai nói cái gì đi chăng nữa cũng không có cái bằng chứng gì. Thì khi những đức chia sẻ Phật pháp, những đức nói những phương tiện, những đức cũng không nhất thiết nói chùa nào. Nhớ quý vị. Những đức không nhất thiết nói chùa nào. Tại vì đức không nói tên, không nói người. Khen đủ duyên thì nói tên, còn tốt nhất cả khen cũng đừng nói tên luôn. Tại vì sao? Chúng ta vẫn là phàm phu, còn xuất gia thì cũng vẫn còn phàm tắc. Vậy thì tốt nhất để cho nhau tu yên là tốt nhất. Còn khi chia sẻ Phật pháp thì đừng nên đụng tên tuổi. Sức ảnh hưởng của mỗi người, chỉ cần nói tên tuổi thì hàng cư sĩ ba trợn lao theo. Cư sĩ gia đình mình lo chưa xong, dù cỡ nào đi chăng nữa, những đức cũng lo cho 2.000 người mỗi ngày cơm ăn áo bằng, cuộc sống cũng ổn định đầy đủ. Còn bản thân của mình, hai vợ chồng một đứa con, cố gắng lo cái gia đình của mình cho tốt. Đừng đụng đến đoàn thể người tu, họ có nói gì thì kệ họ, mình là cư sĩ đừng có đụng vào. Đừng đụng vào là đúng nhất. Đừng đụng vào là khôn nhất, để giữ phước báo của chính mình. Nên những đức nói cái tội nặng nhất của cái người chia sẻ Phật pháp mà đi tạo nghiệp cho hàng đệ tử học theo mình, đó là gì? Địa danh tên tuổi đi nêu lên chi? Để cho người ta đi tạo nghiệp chứ. Cách đây những đức nhớ hơn 10 năm cũng có một sự việc mà cuộc đời những đức đi tu cũng gặp. Trong thời gian 10 năm nay những đức cũng gặp nhiều. Cũng cái vị này cũng tiến tâm vô cùng. Cái chặng đó thôi cũng là cư sĩ cũng nhào vào chữ qua chữ lại nhau. Người binh người này, người binh người kia, người binh người nọ. Những đức mạnh dạn nói một câu, tôi không cần cư sĩ nào binh tôi. Quý vị hãy lo niệm Phật đi. Nếu quý tôi phiên niệm Phật, cứ lo niệm Phật đi. Bất cứ tôi cái gì không cần quý vị binh. Binh làm gì? Chúng ta chỉ có cái thân tứ đại hợp thành này. Nay sống mai chết, cái gì đâu mà chúng ta tồn tại đâu. Mấy mươi năm cuộc đời hành đạo, nếu như mà được cái duyên làm việc cái chúng sanh cũng là quá mừng rồi. Nói những lời chân thật nhiệt tình hết mình mà làm cũng mừng lắm rồi. Còn cái thân máu thịt hôi tanh này, một ngày nào mất tiêu rồi binh cái gì? Mỗi người tự vui vẻ trả nghiệp, trả nợ của mình. Mình đã từng chọt người ta chọt mình, cái chuyện này bản thân mình phải chấp nhận thôi, hiểu không? Nó không có gì cả.
Tại vì chúng ta sanh trong cuộc đời này, Phật đã nói mà nhân sinh thù nghiệp. Gặp nhau cõi đời này, cái gì cần trả thì trả hết đi. Nên chuyện của ai trả thì kệ người ta, mình đừng có xen vào. Nghĩa là từ khi trước mặt mình mà họ quýnh lộn thì mình can ra. Vì mình không can là mình vô tình quá. Chứ mà ra cái chuyện mà vô hình, từ xa rồi, bắn nhau từ xa, có trúng ai đâu. Mình đi nhào vô để lãnh đạn chứ cho nó mệt. Nên cư sĩ phải cực kỳ khôn ngoan. Dù học với ai chăng nữa, học với thầy mình đi chăng nữa, ông thầy mình ổng chăm đầu này ông thọt đầu kia, mình cũng đừng có đụng vô làm gì. Mình chỉ nghe để mình rút kinh nghiệm thôi. Đó mới là hàng cư sĩ cực kỳ khôn ngoan. Còn nhào vô mình tưởng là mình khôn quá, mình nói cuối cùng mình được cái gì? Người ta có khi mà tu lâu người ta nói, người khác còn chưa nghe. Chứ mình là hàng cư sĩ, ai thì nghe mình, hiểu không? Nên mình còn học người ta mà, mình còn làm chưa bằng người ta. Nên từ nơi đó, bản thân mình làm cư sĩ, mình cứ lo niệm Phật, đừng có chửi đụng vô cái chuyện quý thầy quý sư cô. Đó là người cực kỳ khôn ngoan nhất, cực kỳ khôn ngoan nhất. Còn ví dụ như mình góp ý được cho người thầy nào bên cạnh của mình, mà mình thấy người này lắng nghe, người này chịu nghe, thì mình góp ý. Còn mình góp ý ngay cái hàng mà kiêu ngạo ngã mạn, mình đừng có góp ý làm chi. Mình góp ý coi chừng mình mang họa bản thân mình. Họ tu chứ họ ghét mình. Mình góp ý họ nghĩ mình muốn lên mặt với họ ghét á. Họ có khi tu càng lâu càng kiêu ngạo ngã mạn lớn, đừng có đụng vô. Nên cái người vậy họ thiệt thòi, nhưng mà họ chịu thiệt thòi. Họ không bao giờ mà chịu ai góp ý họ đâu. Nên mình hiểu được nguyên lý đó, mình đừng có đụng vô. Đó là người cư sĩ khôn nhất. Thấy không? Mình làm tròn cái vai trò của mình. Có khả năng bố thí cúng dường thì mình làm với khả năng của mình. Còn nếu mình không có khả năng thì thôi, mình đừng đi mượn tiền, mượn nợ gì, hay chốt chồng gì, giấu tiền để đem tiền cúng dường, khỏi. Làm cái gì tùy duyên. Nên những đức nói rằng cư sĩ mà về chùa mình tu, những đức chưa bao giờ tạo một cái gánh nặng nào cho hàng cư sĩ nào. Mười mấy năm nay những đức đi tu, những đức không bao giờ dính vô cái chuyện tiền bạc hoặc chắc với ai. Làm cái gì là tùy duyên, chứ không có dính dáng cái chuyện giàu mà bo bo với họ. Hoặc người này giàu lâu lâu điện thoại đồ để bồi dưỡng cho họ, sợ họ bỏ mình. Không có đâu quý vị. Chúng ta có ai với đạo Phật, cái chân thật mà làm việc với ai với đạo Phật đi là tức khắc hay. Nên á, tất cả người trong chùa mình mà nghe gì rồi, mấy anh em xuất gia của mình cũng có kinh nghiệm. Con đường như đức đi mấy anh em thấy yên ghê không? Chùa thì của hòa thượng xây, nhưng mà những đức luôn luôn có được cơ hội nuôi người ở trong chùa hòa thượng, chùa thầy mình. Được rồi, cuộc đời mình làm việc cho lợi ích cho người ta thôi, quan trọng chi tới cái chuyện bản thân mình được cái gì. Cái cõi đời này mình được cái gì mà là được? Không có được cái gì là được. Chúng ta được nhất là tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc là được nhất. Nhớ kỹ, được nhất là gầy dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc là được nhất. Không có ai trong cuộc đời này giành giật gì mà được, vì mạng còn bỏ mà điện nói chi mà được. Nên chúng ta được nhất là tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc là được nhất. Nên mỗi ngày nhớ niệm Phật A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cái niệm Phật này vì là hay nhất. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A-di-đà-phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.